Ok, hello chào anh em nha. Nhân dịp năm mới thì chúc anh em một năm mới bình an và vui vẻ nha. Và thật là nhiều tiền. Đấy. Nhân dịp năm mới thì hôm nay là cái ngày đua khí quyển Upsell, thì mình coi mình mở bát xem là nó có may mắn hay không nha. Đấy. Thì anh em muốn ăn được mốc 300 thì anh em phải có ít nhất 270 cái quả cà chua nha. Thì anh em có thể nạp. Đấy. Nói chung là nạp tầm 8 triệu là nó sẽ full một mốc. Hoặc là nếu mà anh em nào mà cày chay ấy, thì anh em sẽ phải mua một cái mua bằng kim cương và mỗi anh em đổi một cái ai bị chinh đấy, một ngày được 3 cái và anh em đổi trong vòng 3 tháng là anh em sẽ được 270 cái cà chua nha. Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ làm thử xem nó có được ra được cái truyền kỳ nào hay không nha anh em ha. Đấy, sau khi mọi người xem xong video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bên cạnh đó mình có nạp game giá chiết khấu từ 15-20%, rẻ hơn so với mọi tự nghiệp qua Visa, Momo. Thì anh em có nhu cầu có thể liên hệ mình qua số Zalo mình ghi dưới phần bình luận nha anh em ha. Đấy. Nói chung là cố gắng được một cái truyền kỳ đó là may mắn rồi. Đấy. Chứ được có kiểu mà ra được cái cái màu đỏ ở móc cuối 300 thì buồn lắm. Đầu năm rồi. Đấy. Trời ơi, nãy giờ chưa được một cái màu vàng nào nữa. Toàn màu xanh không vậy? Đầu năm thì ở dưới chỗ mình thì gió nó hơi lớn anh em. Chỉ mà gió Tết á. Đấy, nó rất là mát mẻ. Thường là năm nào cũng vậy, vào đầu năm là gió nó rất là mát, nó dịu mà mát, không khí nó mát mẻ lắm. Mình ở sông nước. Năm nay thì Allegan nó sẽ có một số cái cập nhật mới. Thứ nhất là về thêm về kiến mới nè và một số sự kiện mới. Đấy. Khá là hay. Đấy. Rồi có một số event mới liên quan đến liên minh. Rồi tranh bá liên server cũng có. Đấy. Khá là ngon. Đấy, khá là ngon cho anh em có nhiều những cơ hội lên đồ, đặc biệt là những anh em nào mà chưa có kế thừa VIP. Đấy. Thì sẽ có những cái event liên quan tới kế thừa. Đấy. Chúc cho anh em tìm được nhiều hộ phách hơn. Thì chắc tầm đâu đó tầm tháng 4 là game nó sẽ mở thôi. Đấy. Chà. Sắp hết rồi mà không được cái nào cả. Được đúng một cái màu tím luôn em ơi. Đấy, kiểu này là ăn móc 300 rồi. Kiểu này là chỉ có thể ăn móc 300 được cái truyền kỳ rồi. Trời ơi, xui lắm. Xui quá nha. Không đủ một cái màu vàng luôn. Chứ đừng nói cái màu đỏ. Trời ơi, thiệt tình luôn. Trời ơi. Những phát cuối cùng này. Trời ơi, thiệt tình luôn. Trời ơi, thiệt tình luôn. Làm phát cuối nè. Trời ơi, không có cái nào luôn em ơi. Trời. Chán thiệt chứ. Đúng chán. Không có cái nào luôn. Thiệt tình. Đi cái hang, ké cái hang. Để mình xem cái này thì hạt này thì nó chưa có cái sử thi cái truyền kỳ nào cả. Để mình xem mình sẽ đổi cái nào đây. ATK HBN quân nè. ATK xạ đép ở quân. ATK giờ mình sẽ đổi cái này đi. Ok. Mình sẽ dùng cái này để đổi nè. Đấy. Ok, cường hóa nó lên. Khó ghê. Không có cái gì mà ngon ngẻ cả. Chán thiệt chứ. Anh em nào mà có mẹo
mà chơi cà chua này thì có thể comment bên dưới video để cho anh em khác tham khảo nha. Đấy, nói chung có mẹo nào hay thì mình share với nhau để mình chơi. Đấy. Ok, coi còn cái nào đó không? Có một cái xạ nè, hình như là mình có thể đổi một cái đây, đúng rồi, đổi một cái sử thi nữa, đổi một cái màu vàng. Đấy, đổi cái màu vàng xong mình cường hóa lên tiếp. Đấy, cái này là trái tim à, trái tim thì mình lấy cái mảnh tím của trái tim nè, một số mảnh tím của cái này. Ok, cường hóa lên. Hai cái này là gì đây, mình cũng có thể cường hóa nó. Cái này là gan này. Ok, cường hóa nó lên. Xong. Nâng cấp. Nâng cấp. Để tăng bọc cái này. Ok rồi, được một con ạc mà từ hồi ra tới khí quán tới bây giờ mà chỉ được như đây thôi đó anh em. Đây, đúng xui luôn, còn hiểu vấn đề gì liên quan tới mặt này, cái thường cũng không được, cái thường ngon mà đến cái nỗi khí quản nó cũng đen luôn, trời ơi thiệt tình. Ok, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.